Kính thưa quý thầy cô Tissot yêu dấu, các bạn hiện giờ đang học một cái khóa chứng chỉ ngắn hạn mà các bạn không phải là giáo viên. Các bạn không qua đào tạo ở bậc đại học về cái chuyên ngành giảng dạy, mà các bạn chỉ muốn đi dạy, cho nên là lấy một cái chứng chỉ ngắn hạn. Và sẵn là trước đây các bạn đã từng học tiếng Anh, cho nên các bạn cho rằng cái việc đi dạy tiếng Anh nó rất là dễ dàng. Đó là một cái quan điểm sai lầm. Bản thân tôi đã được chứng kiến rất là nhiều những người có năng lực tiếng Anh giỏi nhưng họ không phải là giáo viên. Chẳng hạn họ tốt nghiệp một cái chuyên ngành về ngoại thương, về kinh doanh, thì tiếng Anh là một trong những cái môn học mà họ đã được học. Và thậm chí có những bạn rằng là ngay từ thời sinh viên là họ đã đăng ký đi học IELTS hay này kia, và họ đã có một cái chứng chỉ. Cho nên cái kỹ năng tiếng Anh của họ là tốt. Tốt, họ có thể nói lưu loát, và thậm chí rằng rất nhiều người có một cái chất giọng hay. Và họ tưởng rằng là đi dạy có nghĩa rằng là chỉ cần giỏi tiếng Anh là có thể dạy được. Vậy thì tôi nói luôn, tôi đi làm không phải rằng là chỉ mới rằng là một vài năm. Tổng cộng tôi đã có gần 12 năm kinh nghiệm và 7 năm đi dạy phổ thông. Trong đó là tôi đã từng phụ trách về mảng chuyên môn dự giờ. Cho nên ở đây tôi sẽ chia sẻ với chúng ta về những cái mà giáo viên mắc phải, và những người và chưa phải là giáo viên cũng phải nên coi điều này. Rất nhiều người bước vào lớp, các bạn học được một số cái chiêu trò, thí dụ như rằng là một số trò chơi các bạn đem vào. Bữa đầu tiên các bạn có thể gây ấn tượng với lại học viên của mình nhờ vào cái chất giọng của các bạn và nhờ vào một số cái thủ thuật mà các bạn đã nắm. Nhưng những gì mà tôi thấy đây, khi mà một cái khóa học kéo dài khoảng 2-3 tháng, tôi chỉ nói mới 2-3 tháng thôi, thì họ đã lộ vẻ là họ đuối về sau. Đuối có nghĩa là gì? Họ bị mất cái sự sáng tạo. Cho nên là ấn tượng ở những ngày đầu học viên còn đông giảm dần, cuối cùng biến mất, chẳng ai muốn đi học. Đó, thì lý do mà tại sao có một cái sự đuối sức như thế này, đó là do cái mà các bạn học ở trong các lớp mà giảng dạy ngắn hạn, họ dạy cho các bạn chỉ có vài trò trong một cái số buổi ngắn ngủi như vậy. Còn thật sự mà để xử lý một cái khóa học dài thì các bạn phải dựa vào kinh nghiệm. Nếu như đã học về methodology, phương pháp giảng dạy, thì các bạn phải biết rằng là cách soạn một cái lesson plan. Và điều quan trọng nhất của một cái lesson plan đó là các bạn phải phân tích được yếu tố về học viên của mình. Ngay bữa đầu tiên mà bạn bước vào lớp là bạn phải nắm được thành phần lớp của mình nam hay nữ nhiều, độ tuổi của họ trẻ nhiều hay già nhiều, tính cách của họ là trầm hay là sôi nổi. Thì lúc này các bạn mới được lên phương án giảng dạy. Cái tờ mà các bạn, tài liệu các bạn phát cho học viên, hay là nếu mà các bạn có một cuốn sách, đó chỉ là cái nền mà thôi. Và từ cái nền đó, giáo viên có thể xoay chuyển các hoạt động khác nhau tùy vào các tình huống cụ thể. Cho nên tôi nói một cái giáo viên có kinh nghiệm, không bao giờ anh ta dạy mà hai lớp giống y chang nhau. Không bao giờ có chuyện đó. Cái lớp này nó học yếu thì cái hoạt động và vốn từ hay là cái gì đó nó sẽ khác với lại một cái lớp mà học giỏi. Lúc nào cũng sẽ khác. Đó. Và thậm chí rằng là một cái lớp học thụ động, người ta có xu hướng vô đó để chờ đợi giáo viên, chúng ta sẽ dạy khác. Còn cái lớp mà nó tấn công và nó hỏi thì chúng ta cũng sẽ dạy ở một cái hướng mà cung cấp nhiều cái thông tin hơn. Cho nên rằng là đối với những cái lớp mà năng động như vậy, giáo viên phải chuẩn bị sẵn cái tâm lý rằng là cái lượng kiến thức mình đưa ra có khả năng nó sẽ nằm ngoài cả cái bài mình soạn. Thì những giáo viên nào mà có khả năng ứng biến giỏi thì mới đứng được ở những cái lớp này. Còn những giáo viên mà bị lúng túng thì sẽ không làm được. Trong một số video tôi cũng đã nói là khi đi dự giờ, một số giáo viên trẻ thấy rất rõ, có rất nhiều người và có cái phương pháp xử lý mà những cái tình huống rất là kém. Thậm chí họ lộ rõ cái vẻ họ bị lúng túng như thế nào. Đó. Thì tôi nói những cái lớp ngắn hạn sẽ không bao giờ dạy cho các bạn cái này. Đó. Mà nó phải từ cái kinh nghiệm bản thân. Nhưng mà đương nhiên cũng có bạn hỏi rằng là làm sao có được kinh nghiệm. Tôi nói với các bạn đây, khi các bạn đứng ở trong lớp của mình
tham gia một cái trò chơi nó sẽ khác. Nhưng các khi các bạn đứng trên một cái lớp thực thụ nó sẽ khác. Tại sao khác? Cho dù các bạn đi làm ở trung tâm thì người ta cũng đặt cái vấn đề kinh doanh lên. Cho nên cái việc bạn có đảm bảo được cái sĩ số hay không sẽ quyết định sự sống còn của bạn, thu nhập của bạn. Vậy thì cái áp lực bắt đầu đè lên, nó không còn giống lúc bạn đi học nữa. Bạn phải mang cái áp lực làm sao để lúc nào cũng phải lôi cuốn. Đó, nó rất mệt mỏi. Còn nếu các bạn đi dạy phổ thông thì các bạn phải chịu trách nhiệm về cái kiến thức của học sinh. Người ta chỉ biết rằng là người ta giao cho các bạn cái lớp như vậy, học sinh nói nhiêu đó, người ta chỉ đưa cho các bạn số lượng người. Còn nhiệm vụ của các bạn là phải đạt được cái chỉ tiêu. Đó là cái áp lực. Cho nên đứng ở trên lớp nó khác rất là nhiều. Tưởng tượng khi các bạn chuẩn bị hoạt động, nhưng các bạn chuẩn bị nhiều trò chơi, nhưng tới khi các bạn bước vào lớp, các bạn cho người ta chơi, người ta không muốn chơi, mà người ta bấy sậy xuống, người ta chảy sệ xuống vậy nè. Nha. Rồi các bạn làm gì? Lúng túng ư? Hết trò chơi ư? Nó hết hoạt động để làm ư? Vậy thì các bạn phải chuyển hướng. Đó. Chuyển hướng như thế nào? Thứ nhất, không phải các bạn chiều theo hoàn toàn học viên, mà các bạn phải hướng học sinh và học viên đi theo mình. Những cái buổi trao đổi khi gặp vấn đề sẽ rất quan trọng. Rất rất quan trọng. Cho nên nếu phát hiện ra rằng là không khí trùng xuống mà các bạn có thể thay đổi được, thí dụ một cái câu chuyện cười, một cái câu nói dí dỏm sẽ thay đổi không khí ngay. Cho nên bản thân giáo viên cũng phải là một cái người có tố chất hài hước bẩm sinh. Đó. Cái nữa, nếu như thật sự mà tình huống quá tệ thì các bạn nên có thể bỏ ra vài phút để trao đổi những gì mà các bạn mong muốn họ đạt được. Tại vì tôi nói đôi khi không phải cái lỗi xuất phát từ giáo viên, mà cái lỗi xuất phát từ học viên. Có rất nhiều người bỏ ra một cái số tiền đi học và họ cho rằng là họ đóng tiền, còn nhiệm vụ người ta là nhét chữ vào đầu họ. Có những người như vậy, họ suy nghĩ như vậy và họ không cần biết là họ phải cố gắng bao nhiêu. Họ chỉ đặt ra vấn đề: tôi đã trả tiền, anh phải làm sao để cho tôi giỏi hơn. Thì những tình huống này, gặp những học viên như vậy, các bạn phải giải thích cho họ lý do mà tôi muốn anh chị đạt được thì các anh chị phải làm sao. Còn nếu các anh chị không đạt được thì các anh chị phải hiểu đó là lỗi của bản thân mình. Và tôi cam đoan rằng các anh chị có đi tới bất kỳ đâu chăng nữa thì với cái năng, với cái cách học như vậy, các anh chị cũng không bao giờ thành công. Họ phải hiểu được điều này. Nhưng tôi nói luôn, rất nhiều người không bao giờ đủ bản lĩnh nói ra câu này. Tại vì nếu các bạn nói không khéo, cái thái độ, cái thần thái của các bạn không đạt, lạng quạng người ta sẽ cho các bạn lên được. Người ta sẽ xuống gặp quản lý. Ở trong trường người ta sẽ gặp những người mà lãnh đạo để nói chuyện. Và họ sẽ nói rằng là các bạn có những cái thái độ không tôn trọng. Cho nên cư xử với học viên nó cũng phải có một cái sự linh hoạt, linh động. Nghề giáo nó phải giữ được cái phong thái của nghề giáo. Đó. Không để cho mà rằng là học viên có thể rằng là coi là lấn át được giáo viên. Nhưng cũng không vì vậy mà chúng ta áp đặt cho họ. Họ đến lớp, họ là những người mà chúng ta phải cố gắng chúng ta dạy đúng. Nhưng họ cũng phải thể hiện cái sự tương tác với mình. Đó là cái tiêu chí. Cho nên tôi nói rằng một điều, khi các bạn đã muốn làm giáo viên, không phải là các bạn cầm trong tay một cái tờ chứng chỉ là các bạn đủ sức ra ngoài các bạn đứng. Mà các bạn phải hiểu một điều, một người giáo viên có rất nhiều việc phải làm. Trước khi anh bước vào lớp là anh phải chuẩn bị bài và chuẩn bị rất nhiều phương án cho nhiều đối tượng khác nhau. Còn nếu anh đã dạy cái lớp đó được vài buổi rồi thì anh phải nắm được cái tâm lý của cái lớp đó. Khả năng nắm bắt tâm lý là yếu tố tiên quyết của một giáo viên giỏi. Còn nếu anh không hiểu được tính cách
của học viên mình, thì anh là cái loại giáo viên mì ăn liền. Tôi nói thẳng cho quý vị biết là như vậy. Còn nếu như thật sự mà anh nịnh bợ chỉ vì cái đồng tiền, anh sợ mất học viên, anh phải chiều họ, dắt họ đi chơi đi bời, thì anh, tôi nói thẳng luôn, đó là thứ giáo viên cà chớn. Cái loại đó tôi miễn bàn, tôi không muốn dùng những cái từ nặng nề ở đây, nhưng tôi ghét nhất là những cái loại đó. Đó. Và trong quá trình giảng dạy thì phải nói luôn, khi mà tổ chức những cái hoạt động đó, đôm na là để giữ cho cái sức khỏe của mình. Nếu mình muốn nó sôi động, cái này rất là khó nha, đối với những giáo viên mà dạy nhiều, để giữ được một cái thể lực mạnh và tương, coi như là tương tác tốt với lại nhiều lớp. Cái điều này chính bản thân tôi nói bao nhiêu năm nay tôi cũng đang gặp rất khó. Tại vì có những lúc mình xuống sức, mình mệt, thậm chí nhiều khi mình thở không ra hơi, nhưng mình không thể để lộ ra được. Nhưng học viên người ta vẫn thấy được là cái buổi học hôm đó có sẽ không vui. Và chính bản thân giáo viên cũng sẽ mong muốn rằng là được kết thúc cái lớp đó sớm. Cho nên các bạn phải quan tâm cái vấn đề sức khỏe của mình. Đôi khi cắt giảm bớt chứ không phải ôm đồm quá nhiều. Bản thân tôi rút ra được điều này, thì các bạn mới đảm bảo được cái chất lượng của cái lớp mình. Đó. Còn nếu trong trường hợp mà các bạn quả thật ngày hôm đó xuống sức, thì các bạn cũng nên giải thích với họ và mau chóng lấy lại tinh thần ở những bữa tiếp theo. Việc xin lỗi học viên hay là học sinh là việc nên làm nếu như chúng ta không đạt được cái mà chúng ta mong muốn ở một tiết dạy. Chúng ta cứ việc trao đổi. Sự chân thành ở một giáo viên cũng rất quan trọng. Đó. Và khi tổ chức hoạt động thì bây giờ tôi nói, các bạn nên phân biệt rằng là cái công cụ hỗ trợ và cách chúng ta sử dụng nó hiệu quả. Đó. Có những người, tôi nói luôn, trình bày bản không rõ ràng. Các bạn cầm đúng một cây viết hoặc một cục phấn, các bạn viết lia chia thì ông nội nó cũng nhìn không ra những cái điểm mà các bạn gọi là nhấn mạnh. Cho nên làm giáo viên chuyên nghiệp, các bạn phải có sử dụng phấn nhiều màu hoặc là viết nhiều màu. Tiếp là nếu như các bạn sử dụng âm thanh, ánh sáng, máy chiếu thì các bạn phải chuẩn bị nó cho tốt. Âm thanh phải tốt, rõ ràng. Đừng mua ba cái loa Trung Quốc rồi nó rè rè rồi không ai nghe được. Nếu đã mua thì mua cái loa cho nó tốt tốt một xíu. Rồi. Khi mà nếu mà sử dụng máy chiếu thì cái cách soạn PowerPoint hay là bất kỳ một cái bài chiếu nào, thì tôi nói những cái kỹ thuật cơ bản là đừng để cho người ta bị rối mắt bởi hàng tá chữ, và cũng đừng để cho người ta bị rối mắt bởi vì cái sự chênh lệch về cái màu. Thí dụ như là cái nền màu trắng mà các bạn chơi cái chữ màu vàng thì thôi, nó chói thế thì không ai thấy được. Còn nếu sử dụng tranh ảnh thì tranh ảnh phải có kích thước đủ để cho cái người ngồi cuối lớp họ cũng có thể thấy rõ. Chứ không phải rằng sử dụng một cái tranh bé xíu 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 cho mấy thằng ngồi đầu nó thấy, rồi mấy ông mà ngồi cuối là coi như tịch luôn, khỏi thấy. Vậy thì ở trên có hứng thú thì ở dưới nó cũng chẳng biết gì đâu mà nó hứng thú. Đó. Cho nên sử dụng công cụ hiệu quả thì phải đảm bảo được những cái điều này. Rồi. Việc tương tác với lại học viên, học sinh, nó có một cái tiêu chí là như vậy. Thì các bạn muốn tương tác được với lại là học viên và học sinh mình tốt, thì các bạn phải biết cách gợi câu hỏi, cách đặt câu hỏi để mà củng cố bài. Đó, nó khác. Mà cái cách đặt câu hỏi để chúng ta gợi vấn đề, nói nôm na là để họ tư duy, nó sẽ khác. Cho nên một giáo viên giỏi sẽ có xu hướng gợi tư duy, một giáo viên trung bình sẽ có xu hướng đặt những câu hỏi chỉ để củng cố mà thôi. Đó. Vậy thì trong ngày hôm nay tôi chỉ cần chia sẻ với chúng ta những cái điều. Trước khi các bạn lên lớp, các bạn phải chuẩn bị bài cho kỹ. Đó, và nhiều phương án. Khi bước vào lớp, các bạn phải đảm bảo sức khỏe các bạn tốt. Còn nếu không thì các bạn có thể dạy, nhưng hãy cho học viên mình biết rằng mình rất là, coi như rằng là cắn rứt về cái điều đó. Tiếp đến,
là các bạn phải sử dụng công cụ của mình cho tốt. Hình ảnh thì phải rõ, chất lượng âm thanh cũng phải tốt. Còn nếu tranh ảnh thì nhớ rằng là chú ý tới cái cỡ chữ hoặc cỡ hình của nó. Và cái nữa, đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi để củng cố cũng nên làm. Và đặt câu hỏi để gợi tư duy thì điều này rất quan trọng, vì nó sẽ kích thích sự sáng tạo ở học sinh, học viên của mình. Mong rằng các bạn đã hiểu. Còn nếu như mà tham gia vào những cái lớp học ngắn hạn chỉ để đi ra ngoài để kiếm tiền, thì tôi nói luôn, nếu các bạn gặp tôi ở ngoài và tôi phát hiện các bạn như vậy, và nếu các bạn mà thật sự mà có đụng chạm đến tôi, thì tôi nói thẳng, đôi khi tôi sẽ không nhẹ nhàng trong cái lời nói của mình đối với những loại giáo viên không ra gì. Cảm ơn các bạn đã xem.